Chào các bác, chào mừng các bác quay lại kênh YouTube của Shop 88. Hôm nay thì em sẽ review cho các bác đó là mẫu Tipter T10 Pro phiên bản Tera 4700 nóng hổi vừa về. Đây, thùng hàng còn nguyên này. Bây giờ là hiện tại là 8:20 sáng các bác nhé. Hàng về lúc 7:20 mà giờ em phải nắp lên hai chiếc luôn. Nó chiếc đua để các bác có thể chiêm ngưỡng luôn trong buổi sáng ngày hôm nay. Thì đầu tiên về cấu hình thì phần khung thì em đã thấy nó có một thay đổi rất là nho nhỏ, đó là về những cái phần tem này, nó làm những cái ánh kim tuyến này cực kỳ đẹp này. Đấy, ánh kim tuyến cực kỳ đẹp luôn. Tipter T10 và phần vành đã được làm theo kiểu phản quang các bạn. Đây này, các bạn nhìn này, đây các bạn nhìn hơi nghiêng nghiêng thì nó bắt đầu nó phản quang chưa? Đấy, có thể là thì em sẽ soi đèn flash xem nó sẽ phản quang hay không. Đấy, còn về cấu hình của xe thì xe thiết kế này, khung carbon này, càng carbon, ghi đông, bộ tăng nhôm Tipter này, tay đề Simno Tiara này. Đấy, tay đề Simno Tiara, cục phanh Retropec, tay phanh Retropec luôn, tay nắm Tipter, con này tay nắm cực xịn này, da mềm này, đây, có Tipter cực kỳ cao cấp. Cục phanh trước Retropec, càng carbon này, vành Retropec liền 4cm xé gió này, may ở trước Retropec dạng lổ chạy bi siêu chớn này. Đấy, phần khung này, con này là size 48 giống ngang 53.5, bê đan nhôm. Đuổi đế là Retropec lưu style này, 50 này, 34T này, 50-34T này, nhôm 7075. Cục đề trước, gà đề trước Simno Tiara 4700 này, xích SUMG này, củ đế sau Simno Tiara 4700. Đấy, níp sử dụng níp Sunshine 10 níp, Mayer Retropec này, nghe tiếng kêu này. Đấy, cực kỳ sướng luôn. Đây, vành Retropec đây, các bác nhìn nó thông tem phản quang không? Đấy. Ngoài ra xăm nốt và sử dụng nốt Innova Pro các bác nhé. Xăm nốt vẫn là Innova Pro này. Cục phanh Retropec này, cầu yên carbon này, yên Tipter. Hầu như là những mẫu xe này là mẫu xe mới về. Nhiều thay đổi lớn nhất đó là phần màu sắc sơn và cũng như là phần tay đê. Thì bác nào muốn mua mẫu xe này cứ alo trực tiếp online bên em 0933 522 186 hoặc 0936 307 317. Cảm ơn các bác dành ra để xem video. Xin chào các bác.